Dạ, hay cứ chiết ethanol rồi cả alcohol này rồi đại đại chi nè bằng phái sốc phím nữa chứ. Trâm trâu ấy, tụi bay nông sra bia, có miền ethanol, tụi bay nông sra, có miền chiết ethanol, hay ethanol hay, đại chi nè thừa dưỡng, khô sốc phím, chạy chi nè thừa dưỡng, sở văn. Chúng điệp xua lược xa xa chá chá. Bạn điệp xua. Chị bà thâm niên khi nhóm xông anh nhá chúng điệp xua lược bằng tích ông pi tha ở vầy tứ. Tha sra nâng alcohol. Bị tăng pi ní cư miên nây giang lời mệt hạ alcohol chìa vầy sra chìa vầy đại tứ chá. Bị tha sra bạn tha cư chìa là mai. Đại cả làng tí alcohol hay alcohol tam pi ní cư gạo ethanol hay nâng chất. Hay chị tư tới dân hào tha sra. Rồi có dùng bảo dân hào tạ chạy tên từ xa bảo dân hào tạ alcohol. Bảo dân tạ kì lý ethanol chìa không alcohol đại cả làng thì bảo bộ y tố cả búa hay nâng bằng cúm y tố xịt. Được chứ này bởi xanh chỉ dân thua xa bật cứ à xa bật nâng ái vì chỉ nè bằng cao chịt ethanol rồi có kì đạp bằng thái mà được khi mà xông xua đôi chì chọt một tích được chứ. Bảo tiết nông phê vị trẻ, nhưng ta phê vị trẻ đời mình chịt sổ ra nâng. Bởi cái bánh chạy chìa bay krom phê dạ thông thông. Đại dân hát ta sra bía, sra mình bắt, hay mình sra bật. Bạn ta ní vô và ta mà rục biết đã kịch phơ, rồi là kịch phở lạch. Chà chà. Bạn ta sra bía, kịch phơ, bạn ta kịch đạ mê hay cái ọt vô tờ bắt tê, cái kịch chó, hay kịch chó nóp vô tờ mà đòn. Nên bị hát ta sra bía, hay cái pra và thổ thiệt đám đôi chìa Ami dong nay yang ko, Ami dong nay port, rửa Ami dong nay tầm long yang tàu. Chấm nay ai sra mình bắt nô, thì họ đôi chia sra tập trang mày chú, chị đám nâng cứ cái phương đôi sra biến này, phần tay chị prao thuộc chị đám chia tập trang mày chú, chị đã mê hai cái ọt bắt đây. Phần tay chị rối, đại miên tay tầm nó lúc phố chiến sra bìa. Chấm nay ai sra bắt bà na, đôi chia phố rốt gọt phư tam chân bọt đáy bà na phư lập bán, bà na dự tầm dự bái, đạm mê. Hãy thử luận thử đối xa bia đài phần thái trong phút trong các dự thật bật. Bật tớ bảo đảm bái ở bán chiếc ếp tạp nó nâng phụ. Nâng đời tập hết ra tập hết thử trẻ đại miên tiết tổ rán. Khi miên bay tập hết bản nâng. Ví dụ là ta mà được biết và chạy thế đại kế và lật lại. Chà, hay cứ chiếc ếp tạp nó rư cả alcohol này rư đại đại chi nẹ bằng phái sốc phím nữa chá. Tâm trai ơi, tụi bay nông xa bia có miên ếp tạp nó tụ bay nông sra có miễn dịch ethanol hay ethanol hai đại diện nhận thừa dưỡng khô sốc phết chạy diện nhận thừa dưỡng sờ văn ta ethanol vì papo từ lửa vậy class chỉ bị xem đúng chưa ethanol papo từ lửa sốc phết mà sân chỉ dưỡng hộp bia tràn hộp bia lửa không nọt mà dưỡng hộp tràn chẳng đỡ nụ vì đợt thứ ao dưỡng miễn bệnh há thlam mà tham miễn chuẩn bị thlam miễn bệnh há tầm đó tầm rộng nôm tầm đó khuộc ba bạn đã đại nhà rong ở địa phương ethanol nè có bạn thấy khá tao cao vía vì ai thật thưa ai pa pa nơi không tầm thlam tầm rộng nôm vì giang đôi mình đây tới chúng bùa có vì miệng ở vậy pẹp pa nâng kia đại tới luôn ai chui mình vô trong này mình tách bàn đấy chứ ba tầm đó bạn ta ethanol cana thì họ dùng hộp ethanol tới cứ về những tầm đó cao sẽ cao được bao thlam hay cái na cao cao làm dương bẩm bay rồi có thả bẩm lại cho tới cái tình nó mình khai tới chia nông nghiệp làm trên cái họ ta ăn rạ mà thiệt mà giáng đại ai làm những vô ta bằng cách ở bàn được khăn phải khăn nó là hai thả nên chủ ngữ khăn làm vừa ở cao cao làm lúc nên khăn cho đàn những tìm mùi chỉ tí bà con chưa cầm rắt cái tình nó cho đàn tới cứ cái tình nó nó theo bàn bẩm bay tới chia thiệt kim niệm giáng đại cái ao chúng ta pe oxit hay là pe oxit hai thì đã bầm láng kia cao thì ta bật làm nắng ở khôi đại thôi cao thì ta làm nắng bé tới trời mặt thôi cao ta làm ngọt thì nó là khai thác chúng ngữ cần làm nên chỉ cho nạc cá nên ẩm bơ cầm bóp ethanol từ lứa làm cứ miền trần chà hay cho từ lứa tầm ròn nôm với nước chứ tầm ròn nôm hai viên đá rồi sao ta cần dùng hộp ethanol tràn bàn thay ethanol với phơi ao dùng nắng nôm bàn thay dùng tu nôm hay dùng một phay tí mới cứ dùng bật dùng tràn nè chẳng phơi dùng bật bong chiết electrolyte.
នៅក្នុងឈាមបាទបាត់បង់តុល្យភាពយ៉ាងហ្នឹងនៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យតម្រងនោមយើងហ្នឹងបាត់បង់ទួនាទីជាអ្នកទ្រុឌនិតជាអ្នកច្រោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអតិពលជាពិសេសហ្នឹងគឺទៅលើកោសិកាខួរក្បាលអាហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេបានថាបើសិនជាយើងខ្សែភេជ្ជៈមានសរាច្រើនបើសិនជាយើងមានបញ្ហាក្រំថ្លើមឬបញ្ហាក្រំតម្រងនោមឬក៏បញ្ហាបេះដូងបានថាយើងអាចរងគ្រោះគឺស្លាប់តែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងហូបច្រើនហើយវាប៉ះពាល់ដល់កោសិកាខួរក្បាលគឺវាប៉ះពាល់ដល់គេឯងដែរនេះចាលោកមានប្រសាសន៍ថាប៉ះពាល់ដល់គេឯងដែរតែប៉ះពាល់យ៉ាងដូចមិនដូចទៅបាទដូចជាបានអាចជារបងយើងត្រូវដឹងថាអេតាណុលវាធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលស្លាប់ណាបានថាវាទៅវារាំងកម្មភាពនៅក្នុងកោសិកាខួរក្បាលយើងហ្នឹងបាទទៅកោសិកាស្លាប់អញ្ចឹងហើយកោសិកាខួរក្បាលយើងតាមធម្មតាវាកើតវិញទេតែស្លាប់ហើយហើយចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងថាមិនសូវចងចាំបាត់ការចងចាំច្រើនដែលធ្វើយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលឆាវឆាវណាយើងឃើញគឺអំពើជាច្រើនដែលកើតឡើងដោយសារការហូបស្រាហ្នឹងហ្នឹងហើយថាប៉ះពាល់ដល់គេឯងនៅត្រង់ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគេបានដឹងថាបើសិនជាញ៉ាំជាតិសូរ៉ាខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ឮសូរគេថាអាចសម្រួលសរសៃឈាមបានតែនេះមិនមែនជាគុណប្រយោជន៍របស់វាខ្លះដែរឬទេមិនត្រឹមត្រូវព័ត៌មានដែលអ្នកស្រីទួបានហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវក្នុងឯកសារគេបាននិយាយដែរបើសិនជាយើងហូបក្នុងកម្រិតមួយជាក់លាក់នោះគឺថាបើសិនជាយើងជាមនុស្សប្រុសឲ្យយើងហូបកុំឲ្យលើសគេថាក្នុងភាសាគេហៅថាស្តង់ដាការផឹកស្តង់ដាការផឹកបានថា6ស្តង់ដាការផឹកស្មើនឹង10ក្រាមចឹងបើជាមនុស្សប្រុសយើងហូបកុំឲ្យលើស2សង្ណាផឹកមានន័យថាយើងកិរិយាទៅគឺ20ក្រាមអេតាណុលបានក៏20ក្រាមហ្នឹងមានថាវាជួយទៅវិញជួយធ្វើឲ្យឈាមយើងដើរល្អធ្វើឲ្យឈាមរាវបានឲ្យជួយកាត់បន្ថយជំងឺគាំងបេះដូងប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីវិញគឺគេកំណត់ឲ្យលើស1សង្ណាផឹកមានថា10ក្រាមហ្នឹងឯងកាលណាយើងចាក៏ប៉ុន្តែវាជាការងាយណាស់នៅយើងនិយាយថាពិសាតែ20ក្រាមឬក៏10ក្រាមទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានអតិពលល្អចំពោះដំណើរចរន្តឈាមក៏ប៉ុន្តែការនេះវាពិបាកណាស់ហើយយើងមិនអាចមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដឹងថា20ក្រាមឬក៏10ក្រាមដែលយើងបានពិសាចូលទៅក្នុងខ្លួននោះទេ20ក្រាមគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានចា៎បាទតាមពិតគេមានមុនសម្រាប់កញ្ញាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលហូបយើងគ្មានអីតែនេះយើងអាចប៉ាន់ស្មានបានថាពីរបស់យើងហូបស្រាបៀរដែលមានកំហាប់បាទជាតិអេតាណុលប្រហែល 4% ហ្នឹងបើស្មានទៅប្រហែលជាមួយកំប៉ុងឯងដែលមានចំណុះ335មីលីលីត្រហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសម្នាក់333មីលីលីត្រហ្នឹងគឺប្រហែលស្មើនឹង10ក្រាមជាងទីទួលហ្នឹងបើយើងករណីទៅប៉ុន្តែបើយើងហូបដូចស្រាវីស្គីឬក៏ស្រាដែលមានជាតិអេតាណុលខ្ពស់ពោះឬប្រហែលជាបកូនកែវហ្នឹងឯងបកូនកែវទូចហើយប៉ុនប្របាក់ជាងគេគឺស្រាសតែយើងអត់អាចករណីបានអត់អាចដឹងថាប្រមាណហ្នឹងដោយសារស្រាសស្មែគេយើងអត់ដឹងថាតើមានជាតិអេតាឡុលប្រមាណនៅក្នុងស្រាសហ្នឹងអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមជម្រាបថាលោកហេងសាវឿនគឺជាសាស្ត្រាចារ្យគីមីជីវៈនៅ Département Chimie នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញThank you.